Học sinh Yên Bái hào hứng trở lại lớp học sau kỳ nghỉ dài. Ngày 23 tháng 4, toàn bộ học sinh lớp 9 và lớp 12 ở tỉnh Yên Bái đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đa số các em đều có tâm trạng phấn khởi, hào hứng. Cùng với đảm bảo các yêu cầu giảng dạy, các nhà trường ở Yên Bái cũng tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thầy cô giáo hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh Em Hoàng Thị Mai Anh, học sinh lớp 12, trường phổ thông dân tộc nội chú trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết rất phấn khởi khi trở lại trường học. Em Bùi Hồng Ngáp, học sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết đến trường. Được thầy cô quan tâm, hướng dẫn học và phòng bệnh nên rất yên tâm. Thầy cô giáo tổ chức cho học sinh ôn tập, học sinh chú tâm học tập. Tất cả các em đều được yêu cầu đeo khẩu trang. Ai cũng phấn khởi khi trở lại trường sau kỳ nghỉ dài phòng, chống dịch. Các em đảm bảo khoảng cách trong giờ học. Thầy Vũ Hải, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết: Ngoài đảm bảo các yêu cầu giảng dạy, trường cũng yêu cầu giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hôm nay, từ vùng thấp đến vùng cao, các trường học hầu hết đầy đủ học sinh. Các em hào hứng với những tiết học sau nhiều tháng tạm nghỉ tránh dịch, các em sẽ được tổ chức cho ôn tập trước khi học theo chương trình, tham gia các chương trình ngoại khóa nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp chống dịch Covid-19 gạch chéo chấm nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại